vui, khỏe và mạnh khỏe. Bữa nay tôi hát rumba bài Nhớ Người Yêu. Ái mộ từ mai nè, giờ ái mộ 20 năm về trước. Thank you.
Kim Mai. Bây giờ tiếp theo là chị Thùy Như. Rồi đến chị Thúy Long. Chị Mai coi những cái bông hồng nhiều lắm á nha. Ghen tị á nha.